Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Quang Chánh, đang quản lý khu vực Cà Mau của công ty Phúc Thủy Sản OBS. Thì hôm nay Quang Chánh cũng đi thăm khu nuôi của anh Thoáng ở khu vực Công Minh. Và sau đây Quang Chánh sẽ dẫn bà con đi xem tôm của anh Thoáng đang thả tôm giống của công ty OBS. Đi, mình đi nào. Hiện tại anh Thoáng thả tôm giống của OBS được khoảng 44 ngày. Và tôm ở đây phát triển rất là tốt. Đấy, xin chào bà con, đây là chủ ao của chúng ta là anh Thoáng. Dạ. Đang ở đây gần đi quá cho con tiếng. Mê chuyển chuyển khác. Anh Thoáng giới thiệu về bản thân mình cho bà con biết đây. Em là Thoáng ở U Minh, Cà Mau. Hiện tại đang thả tôm giống nào? Hiện tại thả tôm giống OBS đã được 45 ngày. Về sai khoảng nhiêu lên? Về sai khoảng 120. Nói chung là anh hiểu. Đó, hiện tại anh Thoáng đang thả tôm giống OBS là được 45 ngày và về sai khoảng 120. Thì dưới này hiện tại độ mặn đang còn khoảng 3-4 ngàn. 2 phần ngàn. Hiện tại đang còn 2 phần ngàn. Bà con để ý nha, tôm rất là khỏe, sung. Thân tôm rất là chắc này, thân rất là chắc này, tôm bóng rất là sung nha. Mình kiểm tra gan ruột tôm này. Đấy, bà con để ý này, gan rất là ổn, ruột rất là to, thấy chưa? Ruột rất là to. Đấy. Rồi mình ra xem giá kia đây. Áo này thì hiện tại đang ăn 85 kg. Đấy. Mình thả tổng 3 năm và chúng ta sang đôi ra. Khu vực cái này thì tôm nuôi của anh Thoáng là phát triển rất là tốt, gọi là tốt nhất trong khu vực. Thế anh Thoáng có chia sẻ gì thêm không? Giờ hiện tại là thấy phân còn rất là chắc này, chúng ta đưa lên đưa xuống mà nó không vỡ ra này, thấy nha. Phân gom trong nhá rất là nhiều. Đấy, phân rất là chắc, tôm rất là sung. 45 ngày nha bà con, thấy phân trong nhá rất là nhiều, chắc gì nữa. Đây, tôm rất là đẹp. Rồi mình quay mặt chủ ao cho bà con xem cái coi. Rất là đẹp trai. Đấy, xin chào. Xin chào. Thì anh Thoáng là một khách hàng sử dụng OBS cũng gần 2 năm rồi. Và ở đây thì anh Thoáng cũng có mối quan hệ với anh em nuôi tôm ở đây rất là nhiều và chia sẻ những kiến thức rất là hay. Đấy, ao nuôi này diện tích là 1.250 và ao bên kia là diện tích là 1.000 thôi. 1.000. Khu nuôi này thì hiện tại là có 3 ao sẵn sàng, là 3 ao xử lý trong phần sẵn sàng. Rồi kia thì nguồn nước ở đây là chúng ta xử lý là cũng đủ cho nuôi 2 ao rồi. Và dự kiến sang năm thì anh Thoáng sẽ mở rộng thêm 1 ao nữa và 1 ao lắng nữa. Thì khu nuôi này đất còn rất là nhiều. Này phải mở 4-5 ao mới được. Đúng không ạ? 4 hecta. 4 hecta thì dưới này chủ yếu là phụ thuộc nước đầu vào thôi. Còn nếu mà đủ nước là làm thoải mái luôn. Rồi xin chào bà con. Hẹn bà con ở những video tiếp theo. Đấy. Rồi, ok.